Nha Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý chị. Hôm nay tại đây anh đang đứng ở mặt tiền đường 328, tỉnh lộ 328. Anh đang ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Đây là mặt tiền đường 328 anh chị. Cái hướng trước mặt đây là mình đi ra thị trấn Phước Bửu nha anh chị. Thị trấn Phước Bửu và cũng như là đi biển Hồ Tràm ra trung tâm huyện Xuyên Mộc. Và cái hướng ngược lại đây là hướng mình đi Bảo Lâm, Tân Lâm và cũng như là đi Đồng Nai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai anh chị. Là đi từ đây mà đi ra thị trấn Phước Bửu thì rơi vào khoảng là 10 cây số. Thì hôm nay em xin giới thiệu với chị một cái khúc trên này là đi tầm một vài trăm mét là tới Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình rồi anh chị. Đó ra Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình và cũng như trường học cấp 2, cấp 3, vân vân, chợ đò đó. Hôm nay em xin giới thiệu với chị một cái nhà nghỉ nằm phía trong này. Nằm phía trong này. Và nhà nghỉ mình đây, có bạn mình ở nhà nghỉ An Khang nha chị. Thì từ tỉnh lộ mà đi vô thì khoảng đâu đó cả trăm mét thôi, đi vào trăm mét thôi từ tỉnh lộ đi vào đây anh chị. Thì từ tỉnh lộ đi vào đây khoảng là vài chục mét. Thì phía ngoài đó là ngay chỗ phòng công chứng xã Hòa Bình nha anh chị. Phòng công chứng xã Hòa Bình đi vào. Bây giờ anh sẽ quay từ đường nhựa này đi vào nhà nghỉ thì khoảng 10-20 mét thôi, 10 mét 20 mét. Đây, nhà nghỉ mình đây. Đó. Mình đi vào được. Đường này là đường ô tô nha anh chị. Đường ô tô ạ. Vài chục mét thôi. Đây, tới nhà nghỉ mình rồi này. Phía bên này là khu dân cư anh chị. Thì hiện tại đất mình là nó cái bưng sản mình thì đã xây dựng nhà nghỉ rồi. Thì hiện tại cái mặt cái đất của mình là có diện tích là ngang là 18 mét mặt tiền đường này. 18 mét. Từ ranh đâu đây nè anh chị. Ranh ngay chỗ đầu cây cây này, qua cột tí. Qua bên phía bên này là 18 mét anh chị. 18 mét và sâu một bên là 37 mét rưỡi và một bên là 37 mét. Nói chung là đất tương đối là vuông và hậu của mình là nở hậu là 19 mét rưỡi anh chị. Tổng diện tích của mình là 687,2 mét vuông và có là 300 thổ cư anh chị, sẵn 300 thổ cư. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi vào trong nhà nghỉ cho anh chị tham quan. Bên phía bên đó có đường nha anh chị, mặt tiền đường bên hông bên hiện tại chưa sử dụng. Mình có một cái nhà xa, nhà để xa cho khách. Thì ở đây nhà dưới xa này có cửa khóa luôn, rất là an toàn. Hiện tại nhà nghỉ mình thì có tổng là 17 phòng. 14 là phòng nhà nghỉ, còn 3 phòng còn lại là phòng karaoke nha anh chị. Đây. Thì hiện tại phía bên này là có 2 phòng. Và đây là có khoảng là 3-6 phòng. Là cái lối này là được 8 phòng anh chị. 8 phòng. Đây, em sẽ tham quan một cái phòng mẫu trước cho anh chị xem. Phòng này phòng đôi nha chị. Đó. Có quạt, máy lạnh, tivi và một toilet. Toilet. Đây,
tắm trong này luôn. Nói chung là nhà nghỉ mình cũng là nhà nghỉ bình dân thôi, nên là người ta cũng chặt tiền ta muốn bán giá cũng cực rẻ chứ không có mắc. Đây cũng là phòng đôi anh chị. Có bàn ghế mình ngồi uống nước trà luôn. Có bàn trang điểm và máy lạnh. Phòng này cũng vậy. Phòng này phòng đơn anh chị. Nhà nghỉ mình mỗi tháng, mỗi ngày đều có thu nhập 2 triệu nha anh chị, là ngày thường. Còn mà cuối tuần thì khoảng là 4 triệu. 4 triệu thứ bảy chủ nhật. Và ngoài được 4 triệu anh chị. Thì đa số cái dãy này thì toàn là phòng máy lạnh và quạt. Và phòng phía bên này là phòng lễ tân. À, lối bên này cũng là có 3 phòng anh chị. 3 phòng. Bên kia 8 phòng, bên này 3 phòng là tổng là 11 phòng rồi đó. Bên này thì hình như không có, bên dãy này không có máy lạnh. À, có một phòng có máy lạnh đi. Phòng cuối là có máy lạnh. Còn hai phòng đi. Không mấy lạnh phòng giữa anh chị. À phòng này. Sơn màu sơn tường một tí. Bây giờ em quay, em sẽ để số chính chủ cho anh chị trực tiếp liên hệ với lại gia chủ mình không qua môi giới nha anh chị. Cái phòng lễ tân của mình. Phòng lễ tân. Quay đây hả? Em buồn mạng không? Ba phòng ở đây. Và phía sau mình á là có 3 phòng karaoke đó chị. Thì hiện tại cái lối đi này là lối đi chung của hai bên này. Cái này nửa từ tiệm đường qua là của mình và từ tiệm đường này qua là của bên này. Thì ranh móc từ phía cái tường bên này à, ra là của mình ha anh chị. Và đây là cái lối đi lui sau 3 phòng karaoke của mình. Thì hiện tại gia chủ mình làm cái 3 phòng karaoke tạm thôi, chưa có lắp thiết bị, trang thiết bị đang nói chung là đang kẹt vốn làm ăn đó chị. Đây ranh của mình là tới đây, ngay phía này qua ha. À, mình quay lại một lần nữa. Và gia chủ mình đang tính là xây thêm 2 phòng nghỉ nữa nhưng mà hết vốn anh chị, nên làm tới đây thôi. À, đây là 2 cái chỗ toilet á, đang tính làm thêm nữa. Bây giờ mình, gia chủ mình hết vốn rồi. Ở phía sau thì bây giờ người ta gia chủ chưa có làm 3 phòng karaoke hết nên là đang tận dụng ở phía này để phơi đồ anh chị. Phơi ra này em chăn gối đó. Đây. Đây 3 phòng karaoke của mình đây anh chị. Đây. Thì em quay gần chiều tối rồi nên là nó hơi tối anh chị thông cảm. Phòng karaoke bên này. Ngắt điện. Sao ngắt điện? Hiện tại là đang thi công thôi. Nói chung là xây dựng thì hết rồi. Chỉ có là thêm loa và tivi tân trang lại tí là ok. Và 2 phòng karaoke kế bên cũng tương tự anh chị. Cũng tương tự thôi. Hiện tại gia chủ mình cũng đang muốn bán là giá tổng lô, tổng cái nhà nghỉ này là 5 tỷ rưỡi anh chị, có thương lượng anh chị. Chỉ mình thương lượng.
nằm nhà nghỉ này thì nằm ngay trung tâm xã Hòa Bình luôn anh chị. Thì tương lai là cái này là sẽ lên thị trấn Hòa Bình. Thì hiện tại bên gia chủ mình có nói là anh chị có mua thì chủ sẽ thuê lại 1 năm để mà tiếp tục quản lý cái nhà nghỉ này với giá là 300 triệu 1 năm anh chị. Thì năm đầu thôi, còn nếu mà năm sau thì anh chị có muốn làm thì bên này sẽ trả lại cho anh chị, sẽ làm một cái hợp đồng thuê anh chị.